Mỹ phát triển hệ thống phòng thủ bằng tia laser cho máy bay quân sự. Quý vị thính giả thân mến, chương trình có tên là CILD, Self Protect High Energy Laser Demonstrator. Hiện tại, các dòng máy bay quân sự hầu hết đều sử dụng các hệ thống phòng vệ, gây nhiễu, sử dụng mồi bẫy nhiệt và mục tiêu giả để đánh lừa tên lửa tấn công hoặc thiết bị trinh sát quang hồng ngoại của đối phương. Các phương pháp trên chỉ là cách phòng thủ thụ động, còn phương pháp phòng thủ của hệ thống SHiELD là chủ động tấn công các mối nguy cơ trên bằng tia laser năng lượng cao trước khi chúng kịp tiếp cận mục tiêu được bảo vệ. Giới chức quân sự Mỹ hy vọng sẽ có một vài nguyên mẫu SHiELD được phát triển để từ đó đánh giá và lựa chọn sản phẩm ưu việt nhất. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các hãng chế tạo Mỹ nào sẽ tham gia phát triển SHiELD. Theo phác thảo của chương trình SHiELD, các máy bay phát tia laser công suất khoảng vài chục kW cùng hệ thống quang học định hướng sẽ được trang bị trên máy bay quân sự được bảo vệ. Hệ thống này bảo vệ hoạt động hiệu quả khi máy bay hoạt động ở tốc độ cận âm và chớm vượt tường âm thanh Transonic Mach 0,75 1.2. Hệ thống sử dụng chùm hạt năng lượng cao vô hiệu hóa hoặc đốt cháy tên lửa tấn công của đối phương. Nguyên mẫu của SHiELD sẽ được thử nghiệm trước tiên trên một máy bay chiến đấu dưới máy bay yểm hộ hỏa lực mặt đất AC-130J Ghostrider. Được biết, trong năm 2015, hãng chế tạo Mỹ Lockheed Martin đã phát triển công nghệ vũ khí laser có thể tấn công mục tiêu ở giải vận tốc Transonic. Để giải quyết vấn đề tia laser bị tán xạ khi máy bay chuyển tốc độ vượt tường âm thanh, các chuyên gia của Lockheed Martin đã sử dụng hệ thống thấu kính chống biến dạng đặc biệt cung cấp khả năng phát tia laser với góc toàn phần 360 độ mà năng lượng của chùm tia không bị suy giảm. Các bạn vừa theo dõi video Mỹ phát triển hệ thống phòng thủ bằng tia laser cho máy bay quân sự. Phương Tây muốn có vũ khí mà Việt Nam sở hữu. Quý vị và các bạn thân mến, theo nhận định của tờ The Times, trong vũ khí tối tân do Nga sản xuất có thể khiến đối phương ôm hận, có hệ thống phòng không S-300, hệ thống tên lửa chống hạm Beshin, tàu ngầm Kilo. Những vũ khí đều đang có mặt trong trang bị của quân đội Việt Nam. Báo Anh gọi các loại tên lửa chống hạm của Nga như tên lửa siêu thanh B 800 Onyx, phiên bản Yakhont, trang bị của tổ hợp Bastion và tên lửa siêu vượt thanh Zircon là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hạm đội Anh. Cũng với tờ The Times, tạp chí quốc phòng The National Interest của Mỹ cũng đã điểm danh những vũ khí đáng sợ của Nga, đứng đầu là B 800 Onyx, tiêm kích Su 35, xe tăng T-90. Theo báo Mỹ, một trong những vũ khí đáng sợ này là B 800 Onyx đã được Nga xuất khẩu cho Việt Nam. Báo Mỹ bình luận rằng, Hải quân Việt Nam đã tiến hành cuộc diễn tập triển khai tên lửa bờ K-300T Bastion-P trong khoa mục phản kháng một cuộc tấn công từ lực lượng đổ bộ của Hải quân kẻ thù, theo giả định. Điểm đặc biệt trong cuộc diễn tập này là Việt Nam đã cơ động Bastion-P bằng tàu đổ bộ nhỏ và triển khai hệ thống nhằm huấn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các binh sĩ. Hệ thống Bastion-P hiện Việt Nam đang sử dụng được thiết kế để tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên biển, bao gồm cả tàu sân bay. Hệ thống Bastion-P có khả năng cơ động cao, hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết, có khả năng kháng nhiễu mạnh, khai hỏa nhiều đạn tên lửa cùng lúc. Bastion-P sử dụng tên lửa B-800 Yakhont, nặng khoảng 3 tấn, dài 8,9 m, đường kính thân 0,7 m, sai cánh 1,7 m. Đạn tên lửa B-800 trang bị động cơ phản lực tĩnh, dòng thẳng siêu âm, cho phép đạt tốc độ Mach 2. Với vận tốc cực lớn như thế, đối phương rất khó phản ứng kịp thời và bị tiêu diệt bởi đầu đạn thuốc nổ phân mảnh, nặng 200 đến 250 kg. Theo đánh giá của chuyên gia thế giới, với đầu đạn đó, P-800 có khả năng tiêu diệt tàu chiến cỡ lớn chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Tầm bắn của tên lửa P-800 phụ thuộc vào chế độ bay, bay quỹ đạo cao, thấp hỗn hợp cho phép đạt tầm bắn 300 km, bay quỹ đạo thấp đạt tầm bắn 120 km. Trong khi ca ngợi hết lời với B-800 Onyx, tờ The National Interest cũng đã so sánh hệ thống phòng không S-300 với sản phẩm tương tự do Mỹ sản xuất là Patriot và kết luận vũ khí Nga vượt trội về mọi tính năng. Theo báo Mỹ, S-300 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa do tổng công ty Almaz, mà sau này có tên là Almaz Ante, sản xuất. S-300 sử dụng tên lửa do phòng thiết kế MKB Fakel phát triển. Hệ thống S-300 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu máy bay tàng hình có diện tích bộ lộ radar cỡ nhỏ là 0,02 m² và được coi là một trong những hệ thống tên lửa phòng không mạnh nhất lúc đó, với nhiều thông số vượt trội hơn hệ thống đối thủ của Mỹ là MIM-104 Patriot. Radar của nó có khả năng đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu và bám sát chặt 12 trong số đó. MIM-104 Patriot là hệ thống phòng không tầm xa của Mỹ, có vai trò tương tự như S-300. Tính năng của hai hệ thống này luôn được giới quân sự so sánh. S-300 có radar khác nhau với khả năng chống các phương pháp tấn công điện tử tốt hơn, tầm bắn xa hơn và ứng phó với nhiều tình huống hơn. Patriot có hệ thống bệ phóng được thiết kế trên xe rơ móc, bệ phóng tên lửa đặt nằm nghiêng, cho phép tấn công mục tiêu ở góc hình nón trước mũi xe phóng. Nếu mục tiêu ở hướng khác, thì xe phóng sẽ phải quay đầu sang hướng đó mới có thể tấn công. Thiết kế của S-300 dùng phóng thẳng đứng nên có thể tấn công mục tiêu ở mọi hướng bay, do đó S-300 có lợi thế hơn về khả năng kiểm soát mục tiêu, đặc biệt là chống trả mục tiêu bay thấp hiệu quả hơn. Patriot sử dụng radar tìm kiếm mục tiêu và điều khiển hỏa lực tích hợp ANMPQ 53-65. Radar có thể kiểm soát 100 mục tiêu trong phạm vi 170 km và có thể điều khiển 9 tên lửa cùng lúc. Thông số về mục tiêu được bám sát bởi một radar duy nhất thông qua hệ thống chỉ huy gọn nhẹ hóa. Tuy nhiên, nếu radar bị trúng hỏa lực, hệ thống sẽ mất khả năng chiến đấu bởi không có radar khác phụ trợ. S-300 thì sử dụng hai hệ thống radar riêng biệt cho việc tìm kiếm mục tiêu và điều khiển hỏa lực. Radar tìm kiếm mục tiêu 64N6 Big Bird có phạm vi tìm kiếm mục tiêu lớn hơn nhiều so với Patriot, có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly tới 300 km và theo dõi đồng thời 100 mục tiêu. Hệ thống chỉ huy đồng bộ có khả năng tấn công 36 mục tiêu cùng lúc. Số đạn tên lửa có thể dẫn bắn cùng lúc lên đến 72 tên lửa. Về hệ thống điều khiển hỏa lực, S-300 có lợi thế hơn hẳn về phạm vi và số lượng mục tiêu tấn công cùng lúc. S-300 sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau, chúng đều mang đầu nổ thông thường. Đạn 46N6E2 tầm bắn 200 km, có thể chặn đánh mục tiêu có vận tốc tối đa Mach 8. Hắc điệu SR-71 của Mỹ đã có khắc tinh S-300 trừng trị. Patriot có phạm vi tác chiến xa nhất, chỉ là 160 km. Sức công phá tại vùng sát thương của S-300 gấp 7 lần Patriot vì đầu đạn lớn mang tới 150 kg thuốc phá. Tỷ lệ bắn trúng là một đạn một mục tiêu, trong khi Patriot thì phải tốn đến 4 đến 6 đạn. Trên thực chiến, Patriot bộc lộ tại vùng chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất có quá nhiều nhược điểm khi đánh chặn tên lửa Scott, vì nó phải được cung cấp hàng núi dữ liệu từ vệ tinh, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy E-3A cùng hệ thống chỉ huy phức tạp. Trong khi S-300 độc lập tìm kiếm mục tiêu tác chiến, điều đáng khâm phục là tên lửa Nga bám sát tầng công tác của tên lửa hành trình mà tiêu diệt, chứ không như Patriot nổ phá văn mảnh, đầu đạn S-300 là tiêu diệt, Patriot chỉ là bắn chặn. Robert Hudson, một cây bút từ tạp chí vũ khí IHS Jones của Anh bình luận, đây là hệ thống phòng thủ đủ khả năng bắn hạ bất kỳ loại tên lửa mẫu hay một mẫu chiến đấu cơ tiên tiến nào. Theo nhận định từ các chiến lược gia quân sự, S-300 là hệ thống tên lửa đất đối không đa năng, bất khả chiến bại dù chưa một lần tham gia thực chiến. S-300 sẽ là quân bài thay đổi cuộc chơi đối với tất cả các mẫu chiến đấu cơ thế hệ thứ tư như F-15, F-16 hay FA-18. Daily Beast dẫn lời một phi công thuộc đơn vị Thủy quân lục chiến Mỹ bình luận, nó là một con quái vật mà không ai muốn lại gần. Viên sĩ quan trợ lý báo chí của Bộ Tổng tham mưu Nga, Đại tá Viktor Barahat kể rằng ông từng được tham gia cuộc bắn đạn thật S-300V tại trường bắn Kasputin trong sâu hoang mạc gần biên giới Nga, Kazakhstan. Lòng tôi trào lên một niềm kiêu hãnh không tả về bộ óc vĩ đại và bàn tay của các nhà khoa học đói nghèo nước ta. Họ đã tạo ra những vũ khí tốt nhất thế giới. Vào thời điểm năm 1992, nguồn lực Liên Xô cũ bị phân tán, bao nhiêu tài nguyên, công thổ quốc gia bị các tập đoàn công ty tư nhân xâu xé. Liên Xô một thời vang bóng có cả những thành phố cấm, ở đó có rất nhiều những công xưởng quốc phòng. Lúc này những kẻ thính mũi cũng đang ráp tâm dòm ngó, cơ quan phản gián Nga có quá nhiều việc cần phải làm và họ đặc biệt chú tâm đến một việc, đó là việc Mỹ và NATO bộc lộ không giấu giếm, muốn có hệ thống S-300 nguyên vẹn. vừa theo dõi video. Phương Tây muốn có vũ khí mà Việt Nam sở hữu. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Cận cảnh siêu súng bắn tỉa do Việt Nam sản xuất. Quý vị thính giả thân mến, những hình ảnh mới đây cho thấy trong số các loại vũ khí do Việt Nam đang sản xuất trong nước có siêu súng bắn tỉa OSV96. Rất bất ngờ khi hóa ra Việt Nam không chỉ chế tạo thành công mẫu súng bắn tỉa hạng nặng KVSK của Nga mà còn cả khẩu OSV96. Đây được xem là một trong những khẩu súng bắn tỉa hạng nặng hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay. OSV96 là súng bắn tỉa công phá, được nghiên cứu tại Nga vào đầu những thập niên 1990. Súng được đưa vào sản xuất và trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm Nga vào năm 1994. Hiện nay, súng bắn tỉa OSV-96 đang được sử dụng bởi quân đội Nga, quân đội Ấn Độ, quân đội Syri và quân đội Việt Nam. Súng được sử dụng trong cuộc xung đột tại Chechnya lần 1 và 2, cũng như cuộc nội chiến Syri hiện nay. OSV-96 thiết kế theo kiểu truyền thống với hộp tiếp đạn nằm ở trước cò súng, thay vì nằm phía sau như súng bắn tỉa KSVK. Điểm độc đáo ở khẩu súng này chính là khả năng có thể gập ngang thân súng để giảm chiều dài khi hành quân. Điều này rất quan trọng đối với người lính bắn tỉa khi phải di chuyển trong môi trường kín đáo. Khi mở bắn súng có chiều dài lên tới 1746mm, nhưng khi gấp súng lại, chiều dài lúc này chỉ còn lại 1154mm. Chiều dài nòng 1000mm, nó có trọng lượng 11,7kg, bao gồm cả đạn và ống ngắm. Trọng lượng này chấp nhận được đối với một khẩu súng bắn tỉa cỡ nòng lớn như OSV-96. Trong dịp trưng bày tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 9 tổ chức ngày 1 tháng 7 năm 2015, trong danh mục các loại vũ khí do Việt Nam sản xuất, có sự xuất hiện của súng bắn tỉa OSV-96. Trong hình là khẩu súng bắn tỉa cỡ nòng 12,7mm, sản xuất giống hệt với OSV-96. OSV-96 sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén và thoi nạp đạn xoay cho một loại súng bắn tự động. Trong bộ khóa nòng sẽ có các móc khóa viên đạn cố định vào vị trí xoay thoi nạp đạn. Trong hình là ống ngắm quang học trên súng bắn tỉa hạng nặng cỡ nòng OSV-96. Súng có thể tương thích với nhiều loại ống ngắm quang học khác nhau tùy theo yêu cầu của quân đội mỗi nước. Khi không cần sử dụng, OSV-96 có thể bẻ ra thành vài phần và gấp lại để tiết kiệm không gian vì nó khá dài nếu như để nguyên. Tuy nhiên, trong tình trạng bị gấp lại, nó vẫn có thể được nhanh chóng kéo ra để vào chế độ chiến đấu một cách nhanh chóng. Nòng của OSV-96 được gắn một cách tự do vào súng để tăng độ chuẩn xác, cũng như có bộ phận chống giật ở đầu nòng súng, có thể gắn chân chống chữ V để tăng tính chính xác khi tác chiến. Ngoài việc sử dụng ống nhắm, OSV-96 còn có hệ thống điểm ruồi dự phòng để sử dụng khi cần thiết. Bắn súng của loại súng này làm bằng dời tổng hợp và có thể điều chỉnh độ cao cũng như độ dài. Với những tính năng cũng như sức công phá của OSV-96, đây được coi là dòng súng bắn tỉa hạng nặng hiện đại nhất của Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi video Cận cảnh siêu súng bắn tỉa do Việt Nam sản xuất. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Báo Trung Quốc: 4 lý do không thể thắng Việt Nam bằng chiến tranh. Quý vị và các bạn thân mến, trên trang mạng quân sự Trung Quốc military.china.com ngày 3 tháng 7 có bài viết cho rằng với 4 lý do cốt tử, gần như chắc chắn Trung Quốc sẽ phải gánh chịu thất bại nếu gây chiến tranh với Việt Nam. Căng thẳng trên biển Hoa Đông giữa Trung Quốc với Nhật Bản hay trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc càng trở nên căng thẳng hơn, thì những lời kêu gọi gây chiến không chỉ đến từ các cấp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc mà còn bởi một bộ phận người Trung Quốc thiếu hiểu biết, mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc Đại Hán cực đoan, luôn cổ vũ cho những hành động mang tính chất ngang ngược vô đạo đối với các nước láng giềng. Nhưng bên cạnh đó, cũng những người Trung Quốc hiểu và biết rằng nếu bây giờ Trung Quốc gây chiến với các nước láng giềng, họ sẽ tự chuốc lấy họa. Trên trang mạng quân sự Trung Quốc military.china.com ngày 3 tháng 7 có bài viết cho rằng với tình hình hiện tại Trung Quốc không thể gây chiến. Theo đó, do thứ nhất là sự lão luyện, thiện chiến của quân đội Việt Nam, Bài viết cho rằng không phải các lãnh đạo Trung Quốc không dám gây chiến mà bởi vì những hạn chế hiện tại của Trung Quốc thì nước này không thể tiến hành một cuộc chiến tranh với bất kỳ quốc gia láng giềng nào. Nếu Trung Quốc gây chiến với Việt Nam, Trung Quốc sẽ rơi vào cái bẫy. Những bài học từ cuộc chiến với Việt Nam năm 1979 đã cho thấy sự hao tiền tốn của và sinh mạng như thế nào. Chỉ riêng trong trận Lão Sơn, mỗi tuần Trung Quốc tiêu hao gần 200.000 quả đạn pháo nhưng vẫn thiệt hại từ 4.000 đến 8.000 quân. Người Mỹ đã hết sức sai lầm khi tuyên bố đưa Việt Nam về thời kỳ đồ đá và Việt Nam đã đáp lại bằng câu nói rằng chúng tôi đã bước vào thời kỳ đồ nhôm, ám chỉ rất nhiều xác máy bay Mỹ đã xuất hiện trên mặt đất ở miền Bắc Việt Nam. Vì vậy, Trung Quốc không thể chiến thắng bằng cách gây ra chiến tranh. Bài học về các lực lượng không quân và hải quân hùng mạnh nhất thế giới bị Việt Nam diệt vẫn còn giá trị. Thứ hai, đó là môi trường chính trị quốc tế. Khi gây ra cuộc chiến tranh với Việt Nam, Trung Quốc đầu tiên sẽ phải đối mặt với sự lên án một cách gay gắt từ dư luận phương Tây và Hoa Kỳ cũng như Nhật Bản. Không những thế, gây chiến với Việt Nam sẽ làm cho Trung Quốc không còn chỗ đứng trên trường quốc tế. Các nước trên thế giới sẽ lên án Trung Quốc vì sức mạnh truyền thông nằm trong tay các nước phương Tây và trong cuộc chiến truyền thông thì Trung Quốc hoàn toàn bị động. Cuộc chiến sẽ làm cho Trung Quốc mất dần sức mạnh và suy yếu. Các lực lượng thù địch Trung Quốc sẽ thừa cơ can thiệp vào Trung Quốc. Thứ ba, Trung Quốc phải đối mặt với vấn đề thù trong giặc ngoài. Trong khi chính trong nội bộ lãnh đạo Trung Quốc vẫn còn tồn tại những vấn đề rất lớn, thì bên ngoài Trung Quốc lại đang phải đối diện với một vòng vây chữ C của các nước. Nếu Trung Quốc sử dụng những lực lượng tinh nhuệ nhất, hiện đại nhất để đối phó với Việt Nam, thì ở những khu vực khác của Trung Quốc lực lượng sẽ yếu và mỏng đi. Trung Quốc sẽ đối mặt với điều cấm kỵ trong binh pháp, đó là cùng một lúc phải đối mặt với hai hoặc nhiều mặt trận. Có thể dự đoán khi Trung Quốc khai chiến với Việt Nam thì Đài Loan sẽ tuyên bố độc lập ngay tức khắc. Lúc đó Trung Quốc không thể nào chiến thắng được trên mặt trận Đài Loan vì Hoa Kỳ sẽ đứng sau hậu thuẫn. Tiếp theo là Nhật Bản sẽ kiểm soát hoàn toàn quần đảo Điếu Ngư, Senkaku. Trung Quốc sẽ đánh mất cơ hội kiểm soát Bắc Triều Tiên, Ấn Độ, đánh chiếm khu vực tranh chấp và thôn tính miền Nam Tây Tạng. Với việc Trung Quốc không thể lấy bài học của Hoa Kỳ tại Libya hay bài học của Nga tại Georgia, bởi vì không chỉ là sức mạnh quốc gia của họ mạnh hơn Trung Quốc, mà với các cuộc chiến trên thì Nga và Mỹ họ đều có sự thuận lợi về yếu tố địa chính trị. Họ không có những vấn đề lớn phức tạp với các nước láng giềng và sự ổn định cơ bản trong nội bộ đất nước. Do đó, họ không phải lo lắng áp lực từ bên ngoài và nội bộ để có thể giành chiến thắng. Và điểm cốt lõi quan trọng nhất trong cuộc chiến Iraq, Afghanistan là bởi đó là những quốc gia sa mạc, không quân Mỹ có thể dễ dàng ăn kích kẻ thù, trong khi đó Georgia vốn chỉ là một đồng bằng chỉ cách 36 cây số từ Nga, vì vậy lực lượng cơ giới Nga có thể ngay lập tức cơ động đánh chiếm. Nhưng với Việt Nam thì khác, những bài học trên không thể áp dụng được. Việt Nam được bao bọc bởi đồi và núi, Pháp, Hoa Kỳ và cả Trung Quốc đã phải nếm trải những thất bại đau đớn tại đây. Một cuộc chiến với Việt Nam sẽ hết sức khó khăn. Việt Nam rất lão luyện trong chiến tranh du kích, do đó việc sử dụng tên lửa máy bay chiến đấu là một sự ngu ngốc. Các đơn vị cơ giới của Trung Quốc sẽ bị chặn lại bởi các dãy núi, vì vậy chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài. Các bạn vừa theo dõi video Báo Trung Quốc 4 lý do không thể thắng Việt Nam bằng chiến tranh. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.